Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Xe đẹp giá rẻ, xe đẹp giá rẻ mà giá rẻ xe đẹp nha. Đấy, chiều hôm nay bên em lại tiếp tục cập nhật một mẫu xe Innova đời 2021 cho quý anh chị em mình luôn. Xe bước qua một diện mạo mới nha quý anh chị em. Thì nói chung nhìn form nhán của nó thì cũng giống như 2019 hay 2020, nhưng mà nó thay đổi một xíu ở cái mặt ca lăng. Ở mặt cái lăng nó sẽ khác và cái đèn gầm nó sẽ khác nè, đó nó hình tam giác, và đặc biệt là bộ mâm của nó sẽ là mâm xoắn nha quý anh chị em nhà mình nha. Đó, nó khác nhau ở cái bộ mâm và cái mặt ba đà sóc một tí, thay đổi về diện mạo đèn gầm, thay vì cái đèn xi nhan ở trên thì nó đem xuống ở dưới đó, nó có hình tam giác chứ lại thay đổi một xíu, nó nhìn nó khá là đẹp hơn, nhìn nó nói chung là nhìn rất là đẹp. Innova này một chỗ mua mới từ đầu màu trắng nha. Chủ nhân của nó lên cho nó bộ gương kính cụp xe, chỉ cần mở cửa là gương tự động mở ra, và hệ thống camera 360 nha quý anh chị em. Đó, đây anh chị em thấy không, đó gương tự động nó mở ra nè, đấy khóa là nó sẽ tự khóa lại luôn. Đó, camera 360 quanh xe 2021 nha quý anh chị em nhà mình nha. Xe form mới màu trắng cực kỳ đẹp, dán full film cách nhiệt rồi. Nói chung dòng này thì quý anh chị em yên tâm, bên em cam kết cho quý anh chị là xe máy số zin, không ngập nước, không thủy kích, bảo hành máy số 18 tháng sử dụng cho quý anh chị em nhà mình luôn. Biển Bình Dương 61A85921, xe một chỗ mua mới từ đầu, xe cực kỳ đẹp, 5 cái lớp mới tinh nha quý anh chị em. Xe dán full film cách nhiệt, đấy những đường gân guốc cơ bản là nhìn cực kỳ đẹp. Xe mua về là bên em đã cho anh em đội ngũ nhân viên đánh bóng đánh bát, nói chung là dọn dẹp sạch sẽ cực đẹp, nhớt nhào thay mới, bảo dưỡng tất tật. Quý chị em mua về chỉ là sử dụng đó, huống chi là con này full đồ chơi, chủ nhân của nó lên cho nó bộ camera 360 đâu đó hết đó, quý chị em nhìn thấy rất là đẹp luôn nè quý chị em. Đấy, xe 2021 thì ở đâu có chạy được bao nhiêu đâu mà xe đẹp lắm quý chị em ơi. Đấy, 61A85921, xe nhìn một cái là yêu luôn nha quý chị em nhà mình nha. Xe cực kỳ đẹp luôn rồi, xe cực kỳ đẹp nha, 61A85921. Đấy, 2021 xe form mới, nói chung là nó cũng giống như form cũ, nó thay đổi về bộ mâm với mặt cà lăng. Đấy quý chị em ạ. À, gầm bệ thì miễn bàn. Đấy, gầm bệ thì miễn bàn. Gầm bệ mấy con này thì quý chị em coi nè, nó sáng và nó sạch sẽ lắm nha. Đây. Tuyệt vời. Đó, gầm bệ của nó quý chị em coi nè, 7 màu luôn. Thấy chưa? Nó sáng sủa mà nó sạch sẽ lắm. Đó, em quay cận cảnh luôn cho những khách hàng ở xe có thể mua được xe. Đó, vô quặng đồ là sáng luôn nha. Sáng sủa sạch sẽ. Nói chung là cực kỳ đẹp. Đó. Quý chị em mà đang mua một chiếc xe làm của thì hãy lưu ý quan tâm mẫu xe này, sẽ không làm quý chị em thất vọng đâu. Xe thì full đồ chơi, ốp mẹ gờ rôm đầy đủ hết, từ cho bình ốp bình xăng lớp mới chát luôn quý chị em coi nè. Đó, lớp mới chát luôn. Đấy, gầm bệ của nó là 7 màu, chưa dặn chưa tút gì hết. Đó, em không muốn nói là cộp mèo gì beo gì hết, em chỉ nói là nó quá đẹp luôn quý chị em ơi. Đó, chỉ có 8,6 lít cho 100 cây số ngồi đô thị thôi. Đây, nội thất của nó này quý chị em. Đó, nội thất của nó là màu đỏ lót sàn, lót sàn màu kem. Đấy, nội thất của nó nè, đỏ đen, lót sàn 3D màu đỏ, trần nỉ bọc ni lông luôn quý anh chị em nhà mình ơi. Đấy, xe đẹp lắm, 8 chỗ ngồi nha, 8 chỗ ngồi, nhìn nó hài hòa lắm nha. Mà giá thành thì nó cũng không cao đâu, nó không cao đâu. Quý chị em nhìn đẹp không, gài vần tóc bi rồi nè. Đấy, keo sùng chỉ nè. Đó, nó nhìn nói chung là rất là yêu, rất là yêu. Đấy, xe rất là đẹp luôn, nhìn con xe là quý khách hàng thấy yêu thương đi, đẹp ghê. Đó, thấy chưa, rất là đẹp nha quý chị em nhà mình nha. Đó, xe đẹp lung linh luôn, 2020 nè. Đó, 2020 nha. Đó, thấy chưa, xe cuối 2020. Đó, xe đẹp lắm. Đó, nội thất nè, màu đỏ củ số nè quý chị em thấy không. Đó, vô lăng rồi nè. Đó, vô lăng nè. Đấy, camera hành trình. Đấy, mọi thứ nó đẹp mà nó hài hòa lắm nha. Chiếc này đi có 54.000 thôi nha quý vị nha, 4.500 thôi. Đấy,
vô lăng củ số đẹp miễn bàn đó quý anh chị thấy em thấy không đó, dùng xe bên em thì cũng cố gắng lựa những chiếc xe đẹp để mà phục vụ cho quý anh chị em. Màn hình OLED, kem hành trình, kem lùi, mọi thứ còn đầy đủ hết nha. Đó, xe cực kỳ đẹp, lốp nè quý anh chị em thấy không đó, đèn khoe nè, xi nhan nó chuyển xuống này nha quý anh chị em, đèn gầm đây có đầy đủ hết. Nói chung là một chiếc xe rất nồi đồng cố đá, chín túi khí quanh xe nha. Đây, quý anh chị em nhìn nhà mình nhìn nè, đẹp như thế này mà không mua thì mua xe gì, thực sự là nó quá đẹp luôn rồi quý anh chị em à. Đó, thấy chưa, nhìn len ken xèo en luôn đó quý anh chị em nhìn đi đó, nhìn một cái là yêu thương luôn, yêu thương đông đầy luôn nha, đẹp tuyệt vời luôn đó. Chỉ có 545 tiền thôi quý chị em ơi, 545 tiền cho chiếc xe này, quá đẹp. Máy móc cô đét sạch sẽ, ốc vẫn còn nguyên rin, nguyên bản hết đó, thấy chưa. Rồi, máy móc bảo hành cho anh chị nhà mình 18 tháng Innova. Đấy, bên em chào bán với giá là 545 triệu. Quý khách hàng đến xem xe là có bớt, có lọc lá, nhận thu mua trao đổi lên đời tất cả các dòng xe. Alo cho em, số điện thoại trực tiếp 0972 147 247 tại thành phố Giang, tỉnh Bình Dương nha quý chị em nha.